Việt Nam vô Việt Nam đôi chí thành nhân. Việt Nam vô Việt Nam trái tim từ ai? Vì tổ quốc tay thép vung lên, vì tự do anh dũng xung phong diệt trừ ngoài xâm chỉ phường hại dân, bè lũ vô nhân. Việt Nam vô Việt Nam hiến đích xa thân. Việt Nam vô Việt Nam hiếu trung thành tín. Vì nội dung tu dưỡng tâm thân, vì hậu sinh anh dũng nêu gương dù đầu lìa thân dù hình hải tan quyết không từ nan. Đây dòng máu thiêng 4.000 năm bất khuất kiên cường. Đây dòng máu thiêng Việt võ sinh hiến dâng tổ quốc. Đây hồn nước non ngọn đuốc thiêng anh sáng soi đường. Cách mạng tâm thân vô Việt Nam lửa thiêng lạc hồng sáng ngời bốn phương. Vô Việt Nam tỏa chiếu hào quang. Việt Nam anh hùng